thế giới 24 giờ qua. Bỏ qua mọi thị trường khác, nhà đầu tư nước ngoài ôm dòng tiền cuồn cuộn đổ vào chứng khoán Mỹ. Nhà đầu tư trên toàn thế giới đang đổ khoản tiền khổng lồ vào nước Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy niềm tin về việc nền kinh tế lớn nhất thế giới sẵn sàng vượt qua đại dịch tốt hơn nhiều so với những quốc gia khác. Theo số liệu tổng hợp bởi Refinitiv Lipper, nhà đầu tư trên toàn thế giới đã rót hơn 900 tỷ đô la vào các quỹ tương hỗ và ETF tại Mỹ trong nửa đầu năm nay. Đây là con số kỷ lục kể từ năm 1992 và cao hơn cả số vốn đổ vào các quỹ ở những quốc gia khác cộng lại trong hai quý đầu năm 2021. Dòng vốn mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, vượt trội so với châu Âu hay châu Á. Năm 2021, chỉ số SP500 đã tăng hơn 17%, lên mức cao nhất mọi thời đại, trong khi DAX của Đức tăng 14%, Shanghai Composite tăng 2,2% và Nikkei Stock ít dao động hơn. Trong nửa đầu năm nay, xu hướng đầu tư đã có sự thay đổi. Các quỹ của Mỹ đón nhận dòng vốn 51 tỷ đô la trong tháng 6, giảm từ mức 168 tỷ đô la trong tháng 5 và tháng đầu tiên ghi nhận dòng vốn giảm xuống dưới mốc 100 tỷ đô la kể từ tháng 1. Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ ngoại lại tăng lên hơn 93 tỷ đô la vào tháng trước, từ 84 tỷ đô la vào tháng 5. Tuy nhiên, nhà đầu tư cho biết dù các biến chủng của COVID-19, lạm phát hay việc ngân hàng trung ương thay đổi chính sách có thể làm chậm đà hồi phục của Mỹ, nhưng dường như xu hướng này vẫn không thay đổi ngay cả khi các quốc gia khác đang gặp khó khăn. Theo Goldman Sachs, nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ đổ thêm 200 tỷ đô la vào chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó là 712 tỷ đô la đã được đưa vào từ năm 2020. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của khối ngoại trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Jack Janasiewicz, nhà quản lý danh mục đầu tư và chiến lược gia tại công ty quản lý tài sản toàn cầu Natixis Investment Manager, nhận định rằng kinh tế Mỹ đã có khởi đầu thuận lợi khi kiểm soát được đại dịch. Chúng tôi khá lạc quan về lý do tại sao thị trường tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, đằng sau sự hứng khởi của nhà đầu tư lại là xu hướng hồi phục không đồng đều trên toàn cầu. Các nhà kinh tế được Wall Street Journal khảo sát dự báo rằng kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,9% vào năm 2021, cao hơn ước tính của IMF đối với hầu hết các nền kinh tế mới nổi và phát triển. Chính điều này sẽ khiến tình trạng thiếu cân bằng tiếp tục diễn ra, vốn đã khiến trái phiếu Mỹ trở thành loại tài sản thu hút nhà đầu tư kể từ khủng hoảng tài chính. Gần 16.000 tỷ đô la trái phiếu toàn cầu được Bloomberg Barclays theo dõi có lợi suất âm tính đến ngày 22 tháng 7. Có thể thấy, nhà đầu tư chấp nhận ôm lỗ và chờ đến ngày đáo hạn. Các quỹ trái phiếu ngoại đã tỷ trọng đối với trái phiếu Mỹ lên khoảng 25% trong danh mục đầu tư tính đến ngày 30 tháng 6. Con số này tăng từ 23% vào cuối năm ngoái và khoảng 10% vào cuối năm 2019. Danila Madarovici, đồng trưởng bộ phận trái phiếu Mỹ tại Macquarie Asset Management, cho biết rằng nhu cầu đối với trái phiếu lợi suất dương là cực kỳ lớn, đặc biệt là các khoản nợ định danh bằng đồng đô la. Song, giới phân tích cảnh báo rằng dòng vốn thường có thể chạy theo những loại tài sản đang tăng giá mạnh và được đặt cược vào sự tăng trưởng của Mỹ có thể khiến nhà đầu tư thất vọng. Theo FactSet, các công ty trong SP500 gần đây giao dịch ở mức PE dự phóng 12 tháng là 28 lần, gần mức cao nhất kể từ năm 2000. Nhà đầu tư có thể đã bỏ lỡ cơ hội khi không cân nhắc về các thị trường khác. Theo dữ liệu của Richard Bernstein Advisor, tỷ suất sinh lời hàng năm của chứng khoán Mỹ là 8,5% từ tháng 12 năm 1969 đến tháng 2 năm 1989, thấp hơn mức 15,5% của các thị trường phát triển khác. Trong khi đó, từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 10 năm 2010, tỷ suất sinh lời của các thị trường mới nổi là 14,7%, vượt xa mức tăng 0,3% của Mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhà đầu tư vẫn lãi đậm khi đầu tư vào chứng khoán Mỹ. MSCI World Index có tỷ suất sinh lời là 10% hàng năm từ năm 2009 đến năm 2019, nhưng chỉ còn khoảng 5% khi không tính cổ phiếu Mỹ. Chỉ số này tăng hơn 14% trong năm nay, nhưng chỉ còn 8% nếu không bao gồm cổ phiếu Mỹ. Các nhà phân tích nhận định, mức sinh lời hấp dẫn như vậy vẫn có thể thu hút nhà đầu tư tìm đến thị trường Mỹ. Hơn nữa, sự lạc quan đối với phố Wall tiếp tục tăng trong tháng 7,
khi tâm lý của các nhà đầu tư đối với Eurozone và các thị trường mới nổi suy yếu. Trong khi đó tại Trung Quốc, nhà đầu tư hoảng loạn khiến chứng khoán Trung Quốc gặp cơn địa chấn lớn, một loạt ông trùm mất trắng hàng trăm triệu đô la. Đợt bán tháo mạnh đối với cổ phiếu của các công ty cung cấp dịch vụ gia sư đã gây ra cơn địa chấn lớn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Nhà đầu tư đang lo ngại trước những rủi ro ngày càng lớn đối với động thái gắt gao từ phía Bắc Kinh. Cả thị trường Đại Lục và Hồng Kông đều giao dịch trong sắc đỏ khi CSI 300 giảm 3,2% và Hang Seng Index mất 4,1%. Cổ phiếu các công ty giáo dục lao dốc sau thông báo đầy bất ngờ của Bắc Kinh, có nguy cơ khiến lĩnh vực trị giá 100 tỷ đô la và ảnh hưởng đến hàng tỷ đô la dòng vốn ngoại. Castorban, trưởng bộ phận nghiên cứu của Core Pacific Jamaichi cho hay, tôi nhận thấy thị trường đang hoảng loạn và bán ra khi nhà đầu tư cho rằng Bắc Kinh sẽ thắt chặt quy định đối với tất cả các lĩnh vực vốn đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tôi không cho rằng nhà đầu tư nên bắt đáy ở thời điểm này bởi chưa biết đâu sẽ là đáy. Cổ phiếu New Oriental Education and Technology Group tại Hồng Kông giảm kỷ lục 47%, kéo dài mức giảm 41% từ thứ Sáu. Trong khi đó, Kunlun Technology cũng giảm 33%, là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Hang Seng Tech Index. Chỉ số này cũng rớt 6,6%. China Maplelab Educational System rơi 10%. Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết trong một lưu ý rằng trường hợp tồi tệ nhất đã thành sự thật và nhận định không chắc liệu các công ty này có tiếp tục niêm yết hay không. Ngân hàng cho biết, theo quan điểm của chúng tôi, hiện vẫn chưa rõ các công ty này phải tái cấu trúc ở mức độ nào. Do đó, cổ phiếu của họ gần như không thể đầu tư được. Cổ phiếu ngành giáo dục của Trung Quốc đã mất hơn 100 tỷ đô la vốn hóa kể từ đầu năm nay, khi Ton Education và New Oriental mất tổng cộng 65 tỷ đô la. Theo Bloomberg Billionaires Index, Larry Chen, nhà sáng lập, chủ tịch và CEO của Gaotu Tech Edu, hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 336 triệu đô la và không còn là tỷ phú. Cổ phiếu của công ty ông đã giảm gần 2/3 trong phiên giao dịch tại New York hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi các truyền thông đưa tin về việc Bắc Kinh thắt chặt quy định đối với ngành này. Việc Trung Quốc đã ban hành các quy định mới, cấm các công ty gia sư hoạt động kiếm lời, huy động vốn hoặc niêm yết là cú đánh mới nhất đối với Chen, khi ông chứng kiến khối tài sản giảm hơn 15 tỷ đô la kể từ cuối tháng 1. Chen chia sẻ trên Weibo hôm ngày thứ Bảy, Gaotu sẽ tuân thủ các quy định và hoàn thành trách nhiệm xã hội. Tài sản của Zhang Banxin, CEO của Ton Education Group, đã mất 2,5 tỷ đô la, hiện còn 1,4 tỷ đô la. Chủ tịch của New Oriental Education and Technology Group, Yu Min Hong, cũng đã mất 685 triệu đô la và khối tài sản chỉ còn 579 triệu đô la sau khi cổ phiếu rơi 54%. Ngoài ra, đây cũng là tin xấu mới nhất trong sự nghiệp thăng trầm của Chen khi niêm yết vào năm 2019 với tên là GSX. Cổ phiếu công ty này đã tăng hơn 13 lần lên mức cao nhất vào ngày 27 tháng 1. Tuy nhiên, Gaotu ngay lập tức mất 98% giá trị, một phần là do sự sụp đổ của Archegos Capital Management. Hôm thứ Bảy, Bloomberg dẫn lời nguồn tin thân cận. Theo các quy tắc được xem xét, các công ty cung cấp dịch vụ gia sư của Trung Quốc sẽ không còn được phép huy động vốn hoặc niêm yết. Trong khi đó, các công ty đã niêm yết có thể sẽ không còn được phép để đầu tư vào hoặc thâu tóm các công ty gia sư theo môn. Hoạt động gọi vốn đã bị cấm thực hiện ở lĩnh vực này. Nguồn tin cho biết, các nhà quản lý địa phương sẽ ngừng phê duyệt các công ty cung cấp dịch vụ dạy kèm ngoài giờ học trên trường và yêu cầu giám sát gắt gao hơn đối với các nền tảng trực tuyến hiện có. Ngoài ra, việc học thêm vào kỳ nghỉ và cuối tuần đối với các môn học đã có trên trường cũng bị cấm. Song, các quy định này cũng có thể sẽ thay đổi vì hiện chưa được chính thức ban hành. Những quy định cải cách mới của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực thắt chặt hoạt động kinh doanh đối với các ngành từ công nghệ đến bất động sản. Động thái này nhằm hạn chế sự bành trướng của các công ty như Alibaba hay Didi đã khiến nhà đầu tư sợ hãi tháo chạy. Theo số liệu được Bloomberg tổng hợp, nhà đầu tư đại lục đã bán ròng cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2019.